Thưa quý vị, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm nay được Ban Thư ký Công ước Đa dạng sinh học lựa chọn chủ đề xây dựng một tương lai chung cho tất cả sự sống, mong muốn gửi đi thông điệp rằng hãy bảo vệ môi trường vì chính sự sống của chúng ta, tương lai của chúng ta. Tại Đà Nẵng, thành phố đã và đang nỗ lực xây dựng thành phố môi trường hướng đến đô thị sinh thái. Nhiều mô hình hay, hiệu quả cao đã ra đời và đi vào thực tiễn. Năm 2008, sự ra đời đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường của Ủy ban Nhân dân thành phố là quyết định mạnh dạn, sáng tạo, thể hiện quyết tâm cao về bảo vệ môi trường của thành phố. Sau 12 năm thực hiện đề án, Đà Nẵng đã tạo ra bước tiến đáng kể trong công tác bảo vệ môi trường. Dấu ấn đầu tiên là phong trào Ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp. Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện phong trào này và đang được duy trì nhân rộng. Các mô hình trường học xanh, khu dân cư thân thiện môi trường, phụ nữ sống xanh, câu lạc bộ môi trường ra đời và phát huy hiệu quả. Chỉ tính riêng Hội Cựu chiến binh các cấp đã thành lập 196 câu lạc bộ môi trường với gần 5.000 thành viên. Hiện tại là Cựu chiến binh phường An Khê chúng tôi đã thành lập được 3 câu lạc bộ rồi. Hiện hôm nay là thành lập một câu lạc bộ của khu dân cư 9 Tân Hòa là 4. Mục đích ấy tức là để giúp cho cái hoạt động bảo vệ môi trường của các cái khu dân cư nói riêng và cái hoạt động môi trường của phường An Khê nói chung là đi vào lề lép và có hiệu quả. Không phải hôm nay mà thường xuyên chúng tôi chi hội phụ nữ cùng với các hội đoàn thể trong khu dân cư và thu gom phân loại rác thải cũng như là dọn vệ sinh môi trường để đảm bảo công tác vệ sinh của khu dân cư nói riêng và phường An Khê nói chung. Phân loại rác thải tại nguồn đã huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư, trong đó chủ công là các cấp hội phụ nữ. Hiện đã có 63% tổng số hộ gia đình, 83% tổng số tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã tham gia phân loại rác. Qua đó đã thu gom được khoảng 1.500 tấn rác tài nguyên, mang về hơn 3 tỷ đồng cho các hội đoàn thể gây quỹ. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất thải rắn đô thị giữa thành phố Yokohama, Nhật Bản với Đà Nẵng trong 2 ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay 22 tháng 5, đoàn công tác của Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu đã đi khảo sát tại một số địa phương trên địa bàn quận Thanh Khê, qua đó đã đánh giá cao cách làm của Đà Nẵng trong công tác này. Thanh Khê area district, so here was selected as a pilot community. Khu vực quận Thanh Khê được lựa chọn là nơi thí điểm của dự án. Trong giai đoạn 1, chúng tôi đã lựa chọn các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tái chế. Sau dịch COVID-19, chúng tôi tiếp tục triển khai các hoạt động cộng đồng tại các khu vực thí điểm, nghiên cứu đánh giá để mở rộng quy mô dự án. Bước sang giai đoạn 2, chúng tôi mong đợi sẽ mở rộng dự án và đối tượng thế hệ tham gia các hoạt động. Đồng thời, chúng tôi đang cân nhắc đến các hoạt động thay thế khả thi hơn nhằm ứng phó với đổi thay của thế hệ người tiêu dùng để tăng số lượng rác được tái chế một cách bền vững. Chúng tôi sẽ từng bước huy động sự tham gia của nhiều thành phần vào các hoạt động này. Một nỗ lực lớn của Đà Nẵng là thành phố vừa đưa vào hoạt động trạm trung chuyển rác đường Lê Thanh Nghị với công suất xử lý 485 tấn rác thải trên một ngày. Tổng mức đầu tư là hơn 171 tỷ đồng. Đây là trạm trung chuyển rác thải đầu tiên của Đà Nẵng với công nghệ ép rác hiện đại. Cùng với đó là máy xay rác công kền lần đầu có ở Việt Nam. Trên cơ sở này, Đà Nẵng sẽ tiếp tục xem xét đầu tư thêm nhiều trạm trung chuyển nữa để đồng bộ và hoàn thiện mạng lưới thu gom rác thải trên địa bàn toàn thành phố. Khi thành phố lựa chọn cái công nghệ này thì nó đảm bảo những yếu tố. Thứ nhất là công nghệ tiên tiến. Thứ hai là đảm bảo tất cả các yếu tố về mặt môi trường. Ngoài ra thì như tôi nói là cái trạm trung chuyển rác này nó đặt ở một cái vị trí là gần như là trung tâm của thành phố. Cho nên những yêu cầu về mặt môi trường như khí thải, nước thải và kể cả vấn đề mỹ quan thì được đặc biệt quan tâm. Thì tôi cho rằng là với những cái công nghệ chúng ta được lựa chọn cũng như những cái cam kết mà các bên có liên quan trước người dân thì tôi tin tưởng rằng là trong quá trình suốt vận hành khai thác thì sẽ mang lại cái sự hài lòng cho người dân. Sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn với tổng mức đầu tư hơn 184 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, Đà Nẵng đang xúc tiến dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn. Đây được xem là giải pháp căn cơ để Đà Nẵng hoàn thiện quy trình thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030.